Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở lứa tuổi này, trẻ luôn tràn trề hy vọng, cùng những ngây thơ trong sáng buổi ban đầu. Đứng trước thế giới với bao điều kỳ diệu, mang trong mình sự tò mò, khát vọng tìm hiểu. Câu nói thường thấy nhất ở trẻ là vì sao? Để có thể trả lời chính xác câu hỏi của trẻ không phải là việc đơn giản. Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển ở não bộ trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước. Để trẻ nhỏ nắm bắt được thế giới với kho tàng kiến thức phong phú, đa dạng và đang đổi mới với tốc độ chóng mặt, bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao do nhà xuất bản Bách Khoa xuất bản năm 2014 sẽ mang lại cho các bạn những câu trả lời theo từng chủ đề. Cuốn sách với sự đóng góp của các chuyên gia khoa học giàu kinh nghiệm, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, kết hợp những hình ảnh minh họa sinh động, hứa hẹn mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản, chứa đựng nội dung phong phú, bao gồm các vấn đề mà trẻ em tìm hiểu về vũ trụ, trái đất, con người, thế giới tự nhiên, xã hội, khoa học, lịch sử, nghệ thuật, như những câu chuyện về vũ trụ kỳ ảo, những bí ẩn của trái đất, kết cấu phức tạp và kỳ diệu của con người, những quy luật của khoa học thế giới hàng ngày, xã hội loài người đa dạng, mặt trời có thể phát sáng, phát nhiệt như thế nào, vì sao bốn mùa trong năm dài ngắn khác nhau, vì sao nước biển có màu xanh, vì sao cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, vì sao núi lửa phun trào, vì sao máy tính cũng nhiễm virus, vì sao màu sắc của mắt không giống nhau, vì sao có xoáy nước trong dòng sông, trên thế giới có nàng tiên cá không, vì sao cá sấu khóc, vì sao có loài thực vật biết ăn thịt côn trùng, vì sao tàu ngầm lại lặn được, vì sao trên trời có sấm sét. 10 vạn câu hỏi vì sao mang đến cho các bạn nhỏ kho tàng kiến thức phong phú, giúp các bạn vui vẻ, thoải mái, tự tin tiến lên trên con đường đi đến thành công trong tương lai. Chúng ta sống trong một thế giới muôn màu sắc. Vậy phải làm thế nào để nhận thức thế giới? Chúng ta có thể quan sát bằng mắt, nhìn thấy vẻ bên ngoài của sự vật. Chúng ta dùng tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tất cả cảm giác đều hội tụ vào thần kinh, truyền đến trung khu não, khiến cho chúng ta nhận thức khái quát về thế giới. Kiến thức được trình bày dưới dạng câu hỏi thế nào, tại sao, giúp người đọc ghi nhớ được nhanh hơn. Đây không chỉ là một cách đọc sách mà còn là một cách học thú vị. Bởi cách đặt câu hỏi và câu trả lời sẽ tránh được sự nhàm chán, mệt mỏi trước một lượng kiến thức khổng lồ. 10 vạn câu hỏi vì sao là một cuốn sách khoa học với nhiều mặt nhưng không hề khô khan, khó đọc vì được viết với lời văn sinh động, dễ hiểu, hình minh họa phù hợp. Với những phụ huynh muốn giải đáp những thắc mắc của con mình thì đây chính là cuốn sách rất bổ ích và lý thú. Và với bất kỳ ai khi không có thời gian đọc sách thì thông qua những câu hỏi và những giải đáp ngắn trong 10 vạn câu hỏi vì sao đã có thể lĩnh hội được lượng kiến thức lớn. Kiến thức không bao giờ là thừa. 10 vạn câu hỏi vì sao là một người thầy tốt, một người bạn chân chính đối với các em học sinh. Sách hiện đang có tại thư viện tỉnh, sách mang ký hiệu môn loại 001. Mời quý vị và các bạn tìm đọc.